thể nắm tay em về ở dưới đây có cái bài karaoke karaoke game luôn mai đó bóp lộ vô hát ngon bóp lộ vô hát ngon lại cái lét LGBT friendly hả? No LGBT luôn trong cái game gay karaoke bar. Ờ. Chúng tôi đang ở Nha Trang. Nha Trang của Mỹ. Nope. Đẹp volleyball này giống Nha Trang. Ờ, giống Nha Trang mà. Đây là đường Trần Phú Nha Trang các bạn. Trần Phú. Biết không? Biết đường Trần Phú biết. Không? Không biết. Đi Nha Trang chưa? Đi ngàn lần. Bây giờ là chạy vòng lại. Công viên này là cũng lớn lắm á. Trong này có thủy cung nữa. Mà thủy cung ở đây không có cá gì luôn á. Nó chán lắm. Không hiểu sao tự nhiên nó đang ngoài đạo đúng không? Ừ. Mà không có cá. Có mấy con à? Có mấy con à? Hilton. Hilton này chỉ có 3 sao thôi. Hilton dưới biển thì hình như là 5 sao. Cái này French Studio, nó có 3 cái Hilton ở đây. Chắc này chắc ngàn đô đêm quá. Không. Cái này cái 3 sao có 200 mấy. Có khi cho mấy luôn, nếu mà sale á. Còn nếu mà dưới cái ngay biển thì có 300 300-400 đúng rồi, em nghe 300-400 là phòng bình thường thôi. Anh Nhật có không à? Nhật chịu đầu tư không? Giàu mà. Nói chung đường xá sạch sẽ ha. Đi vừa quá trời luôn. Thật sự cái đó không phải là cây dừa. Cây palm. Cây cỏ. Dạ. Tiếng Việt em có vấn đề. Cái này cây cỏ. Kìa cái đẹp kìa. Ủa mà có em. Đâu. Kìa. Đồ mơ cái đẹp đâu. Đẹp mà. Trời đi vô nó đi. Trời ơi thiệt luôn. Đi chai không. Ủa mà có. Chết rồi. Thôi mẹ em đi. Tôi nói chuyện với trai Tây được lắm nha, nhưng mà đối với trai Việt Nam kỳ lắm. Sao á. Nó sến làm sao. Trời ơi, nó sến hả, trời ơi. Người của em mà sến. Nhưng mà em nói tiếng Anh nó không có sến, nhưng mà nói tiếng Việt nghe nó sến, hiểu không? Không sến. Mày có nói của em không? No. Còn thích mập đó trời. Nó có mập đâu. Nãy hai anh kia là muscular phải không? Ủa thích muscle vậy đó hả? Sao kỳ vậy tóc kiểu gì vậy? Coi đó là em làm boss không? Ủa vô duyên. Đúng không? Ai biết được trời. Để cho anh ta. Đâu có chắc chắn à? Đâu có chắc chắn là muscular là phải làm top đâu trời. Có xe máy kìa. Có nhiều mà. Ở đây người ta đi xe máy nhiều mà. Bắt đầu đói rồi đó. Nó ăn gì? Ăn poke đi. Ăn gì? Poke. Mẹ em đọc đi đâu anh? Đọc sao? Poke. Đúng rồi. Đọc sao? Bắt đầu đọc poke. Poke là tiếng Việt, còn đọc tiếng Anh poke. Không. Mỗi lần em switch là phải switch. Tiếng Việt là poke. Ờ. Tiếng Việt đâu có âm in voice đâu. Cách du lịch ở đây anh đọc poke không anh? Yeah. Tại đây tôi nói I don't know what poke is, sorry. Anh chó lắm. Mean. Anh láo chó lắm. Vậy là mean đó má. Ừ. Nói câu đó biết bê đê liền luôn á. Ừ, láo chó lắm. Đánh đá nữa. Đánh đá. Sân si. Ừ, tôi rất là sân si. Bộ cổ anh đang Bắc Kỳ không à? Cách tối không phải Bắc Kỳ, nó miền Trung thôi. À, có bên cái thằng miền Tây nữa. Trời ơi, tầm quen dưới quê không mà trời. Nó, bộ đầu tiên là Hà Nội gốc luôn. Thứ hai cũng là Hà Nội luôn. Thằng kế tiếp là người ở Bến Tre nhưng mà ở Sài Gòn. Xong rồi tới Tú. Sài Gòn cũng có quen vài đứa nhưng mà không có đứa nào quen lâu. Tại vì nó kiểu như Sài Gòn nó lộn xộn, nó khó quen lâu dài. Cái đứa nào cũng muốn phân thôi. Thì tại vì Sài Gòn nó quá nhiều options.
mấy mẹ tham lam á, cho nên là không có cần. Rồi ở cái đó là trung tâm mua sắm Chanel, Gucci, Miu Miu, được hiệu đây. Mom would like this. Chanel kìa. Okay. Ai mà không đàn bà nào mình sẽ thích luôn này. Ở đây là duty free zone, nếu mẹ muốn mua nước hoa cho mẹ thì em vào đây mua. Ở đây chạy xe không có bắt mũ đội mũ hả? Ờ, nếu mà dưới 150cc. Nhưng mà đây cảnh ra cũng không có kiểm tra bao nhiêu cc nữa. Không biết là đội anh á. Mô tô ở đây có anh đội nữa, mà mô tô phải đội. Ủa sao anh không mua xe xe máy giống vậy để anh đi cho nó tiện? Không thích hả? Vì nó không sang. Đẹp quá này các bạn ơi. Are you sure there's a way? Cái này chỉ chụp hình thôi, coi thôi, cái này không có bãi. Đảm bảo cái này không có bãi luôn á. Muốn xuống coi không? Ok, vậy dừng đây ha. Thì muốn xuống coi thì xuống coi đi. Đi. Cái này no parking anytime, cái mẹ này. Để tôi quay đầu lại. Xin chào các bạn, mình đang đứng ở bãi biển Waikiki, là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Hawaii. Và mình đang đứng ở phía đông của bãi biển này, nơi mà nó hoang vắng chút xíu, tại vì ở đây thì không có bãi đậu xe nhiều. Nếu mà các bạn đi về hướng Tây á, thì ở đó rất là nhiều khách du lịch, cũng như là những cái mall, những cái chỗ cấp shopping để bạn mua sắm nè. Một lát nữa mình sẽ chiếu cho các bạn coi những cái video đằng sau đó nha, lúc mình đang đi á. Ở đây là gọi là East Honolulu. Các bạn, đây là Shangri-La, là biệt thự Shangri-La, là thời xưa của cái bà quý tộc á, cái năm 195 mấy gì đó, rồi xong rồi bà đi Trung Đông, bà yêu cái văn hóa Trung Đông, xong rồi bà trang trí nhà đồ Trung Đông mà đồ hồi xưa, bây giờ nó làm bảo tàng rồi. Thế bà ơi, mình so happy khi mình mua đôi dép này luôn á. Đi biển rất là tốt, rất là mềm và nó sẽ không bị dính cát. Rửa cái ra hết cát rồi. Đây là Kohala Resort and Condos ở ngay Kohala Beach. Khu này giá bao nhiêu đêm? Ồ, mắc lắm. 500-800 đô một đêm. Ồ. Cái phòng siêu đẹp. Cha đẹp rồi các bạn ơi. Cha đẹp rồi. Em cá heo. Cá heo. Dễ thương quá vậy. Có hai con. Khi nào nó ngồi lên trời. Anh biết không, tự nhiên bắt con trai vô cái hộp một xíu anh nghiệp. Đúng rồi. Ủa, ở đây có cá heo tự nhiên mà đúng không? Có. Có cá mập không? Có luôn. Có con. Có cá voi luôn. Nè. Mình có xin xin thế. Mấy con này được luyện rồi. Con này thông minh lắm á. Mấy con này được luyện rồi. Ủa, cho mày thấy nó không? Chắc thấy. Kìa đẹp quá. Nó đang ăn kìa. À, dễ thương quá hả? Nó dễ thương quá vậy. Còn nó bơi cũng dễ thương nữa. Rồi, cá heo cưng lắm. Không biết coi. Em muốn swim với lại con gì đó xong chụp hình với nước. Con gì đó là con gì? Con gì cũng được. Cá heo, con rùa. Nó làm gì vậy? Dễ thương quá em. Please respect the dolphins. Mà mấy con này đi ra ngoài biển thấy tự nhiên đẹp hơn nhiều á. Cái đống luôn á. Mấy con này look sad. Mấy con ở ngoài biển nó bơi đã lắm. Cái này cá chim, một loại cá chim biết không? Nhầm hỏi cá chim. Con này ăn được ngon lắm. Ở ngoài chợ tàu nó bán. Nhưng mà nó đẹp vậy tự nhiên ăn nó vậy. Xong để chân. Asian có bao giờ mà không ăn gì không? Cái mũi kìa, cái mũi của nó kìa, nhìn look so weird luôn á. Ờ. Con nó có cái mũi kìa. Ồ, con có cái mũi kìa. Con nó hiếm hơn. Con nó nó cùng loại luôn á hả? Cái đuôi nó khác con mà. Khác. Cái con nó hiếm hơn, con nó ít á. Còn mấy con mà cái đuôi màu xanh nè, nó nhiều á. Nó biển nhiều. Chị bơi chọc ra ngoài. Vậy bữa dẫn em đi lặn snorkeling. Em có đem theo cái bao điện thoại đi xuống dưới nước. Mấy heo này các bạn ơi, thực sự đẹp luôn á. Hai con này chắc bạn tình nhau cho nên đi chung với nhau hoài nè.
không biết phân biệt con đực con cái sao ha. Yeah. Wow, yeah. Yeah. Ở đây thì có rất là nhiều người Nhật cho nên là chắc có lẽ là sushi ở đây sẽ là ngon. Ừ. Đúng không? Ừ, ở đây ngon á. Mà đi tiệm này đúng Nhật nó ăn nhiều á. Nhưng mà tiệm này báo trước nha, tiệm bắt gớm nhìn xấu lắm. Cái setting không đẹp. Why? Hỏi ngon là được rồi. Cái này là đúng chuẩn Nhật, còn muốn ăn đúng kiểu đẹp sang chảnh thì cũng có chỗ luôn. Thôi ăn kiểu đúng chuẩn Nhật đi. Nghe đây nè. Chỗ này kế bên tiệm bán dâm. Tiệm bán dâm. Địa chỉ. Địa chỉ. Trời ơi đây. Ông muốn review trên mạng là phải nói là nè, chỗ này. Happy Night thấy không? Happy Night là thủ dâm, còn kế bên là sushi Akasaka. Đây cho các bạn xem nha. Exotic dancers. Happy Nights. Má của anh. Ở đâu có xe rồi, phải xem kia đâu. Các bạn thì bây giờ chúng tôi đang có mặt tại quán Asaka, quán sushi Nhật ở Hawaii. Bếp ở đó các bạn. Bây giờ mình sẽ phải lấy hộ chiếu ra để mình được uống rượu nè các bạn ơi. Ở Mỹ 21 tuổi mới được uống. Thì là xui. Bây giờ mình sẽ uống sake nha các bạn. Cái này loại này được gọi là Sayuri. What is the difference between this and the normal one? Biết Sayuri là gì không? Là gì? Anh đào. Ồ. Oh. Cái loại này là làm từ gạo. Nhưng mà cái này là cái nếp của nó sao? Thanks. Yeah. Nhìn nó thơm à? Sâu thơm luôn. Thì bởi trong cái này thơm à? Thơm quá. Cái mùi giống nhau luôn. Nó chua chua. Sâu ngon. Màng á. Giống như cơm rượu á, phải không? Đúng. Mùi như cơm rượu. Đây là súp miso ở nhà hàng này. Mình cảm thấy nó hơi mặn so với mình. Nhưng mà cái mang này thì ngon. Nó mặn vì nghêu mà, nghêu tươi mà. Ngon. International Marketplace. Oh, International Marketplace. Các bạn thấy cái đèn không các bạn? Mà đắt tiền nhất thế giới. Oh really? In terms of what? Price of the products? Price of the mall. Giá trị của cái nhà. À hiểu rồi, cái property này là mướn mắt lắm không? Cái này 100 thôi, còn cái mắt tiền nhất á là cũng ở Hawaii luôn. À. Còn nhà nó cái bên nhà nó. Ừ. Còn hơn cái này gấp 10 lần á. Nhà đẹp hả? Now why? I'm just saying that you're out of your mind. Don't worry about a thing, okay? Oh, wow. I promise you I won't let nothing happen to you. Why is that? I'm your real father. Hey! Con má nó bà lên line đó. Làm cái má nó làm cái gì? Nó nhảy. Now ladies and gentlemen, we're not here to just show off, but we have a very positive message for the team. Mấy lời này. In the dark. Say you won't let go. I mean, say you won't let go. Don't let you touch. You let me up. You made me feel stuck. I was alone. We danced the night away. We drank to the market. I had your head up. Cái này phải lên quận 8, lên quận 8. Thôi hát 2 nhỏ.
But I never showed.